ứng dụng vào trong cái sản phẩm của truyền thông thì cũng phải vậy thôi, cũng phải ngon bổ rẻ, cũng phải tốt đẹp rẻ thôi. Đó. Tôi nghĩ rẻ thì chắc là rẻ lắm rồi, bởi không mất tiền gì hết, cứ ngồi nhà click một cái là lên thôi, cùng lắm là trả tiền mạng rẻ lắm. Nhưng mà đối với anh chị em thì đôi khi rẻ quá thì cũng khó đấy, bởi vì sao? Bởi vì như anh chị em cũng vừa mới nói này, trong ít cái góp ý đó là đôi khi chúng ta cũng thiếu những phương tiện đó, là cũng ít ra phải có cái laptop, có cái máy hình, có cái đồ quay chứ. Rồi thì anh chị em cũng thiếu được cái sự nâng đỡ trong các giáo xứ nữa. Đó, nhiều khi đi quay phim hay là đi thực hiện vậy cũng bỏ hết công việc nhà rồi cũng tốn tiền, mới có ai hỗ trợ mình không? Đấy, rẻ quá coi chừng thì cũng không đạt được, không làm được việc gì hết đấy. Tôi ghi nhận tất cả ý kiến này thì tôi cũng sẽ có dịp được trao đổi lại với cha trưởng ban, cần có sự nâng đỡ từ các giáo xứ đó. Đó. Anh chị em cũng cho tôi biết đó, là nhiều khi đó là mình cũng bị giảm sút cái nhiệt tình hứng khởi. Lúc đầu học thì hăng say lắm, tuyên hứa rồi không biết tuyên hứa được mấy tháng. Nhật ký, nhật tác gì đó, nguyệt ký rồi đó. Nhưng mà sau đó thì lại không thực hiện được. Đúng là có nhiều lý do, anh chị em cũng rất là bận rộn. Bởi vì làm công việc này thì ai nuôi mình? Đấy, bỏ nhà, bỏ công việc đi quay phim, đi viết bài, ai nuôi mình? Vợ con mình, chồng con mình làm sao? Đấy, cho nên tôi rất thông cảm với anh chị em, cho nên là nhiều khi mình không thực hiện được những ý mình mong muốn và cần có sự nâng đỡ. Thì quả thật là tôi cũng ghi nhận anh chị em đó là cần có các cha để nâng đỡ. Cha trưởng ban thì vẫn làm việc tốt, và tôi cũng nói ngài nhiều lần rồi, tìm một cha nào đó, hai ba cha để mai mốt rồi cũng nối tiếp vào công việc của cha trưởng ban. Để các cha đây thì cũng rất là nhiệt tình, nhưng mà chuẩn bị để nối tiếp cha Hiền. Bởi vì cũng cần có các cha. Rồi ở trong mỗi một giáo hạt đó thì cái điều này tôi cũng ghi nhận, làm sao để xin các hạt có một cha để phụ trách, để nâng đỡ anh chị em.